Công an xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm cho biết, hiện đơn vị đang tiến hành điều tra, truy tìm thủ phạm chặt phá gần 80 trụ hồ tiêu 10 năm tuổi đang cho thu hoạch của một hộ dân trên địa bàn. Cách đây hơn một tuần, vào chiều ngày 2 tháng 5, Công an xã Lộc Ngãi nhận được trình báo của ông Nguyễn Hữu Đào và bà Nguyễn Thị Liên, ngụ tại thôn 2 xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, về việc khi gia đình vào thăm vườn tiêu năm sào trồng xen với cà phê thì phát hiện 78 trụ tiêu đã được trồng gần 10 năm tuổi đang cho thu hoạch đã bị kẻ gian cắt ngang thân, thậm chí nhổ cả gốc, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Phát hiện ra bố chính quyền rồi, giờ biết khởi như vậy là 38 cây, cây cửa rớt hết cả một cái vườn chứ không có là một chỗ. Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an xã Lộc Ngãi đã cử lực lượng đến hiện trường, tiến hành kiểm đếm, thống kê thiệt hại để phục vụ công tác xác minh, điều tra, truy tìm thủ phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.